giai đoạn trễ chỉ có khoảng 15-20% trường hợp được chẩn đoán sớm. Nó không dừng ở mức độ trung niên, nó trên 40 tuổi nữa mà nó diễn ra là ở những người 30 tuổi, 20 tuổi, thậm chí là có những em mà 12, 13 và 7, 8 tuổi nữa. Cộng đồng rất cần nguồn thông tin uy tín. Cái đi bác sĩ thôi. Tin tưởng vào bác sĩ. Từ phía người bệnh thì họ cũng rất là quan tâm với cái bệnh lý của họ thì nên ăn gì, nên uống gì và không kiêng khem những thứ gì để cho cái hiệu quả điều trị đạt cao nhất. Có những chậm trễ không cho cơ hội sửa sai. Cái biến chứng của nó là rất là khó lường. Một số trường hợp dị tật bẩm sinh có thể chữa được hoàn toàn. Một chương trình quy tụ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Từ năm 2018 đến nay. Sống khỏe, phát sóng trên kênh HTV7 lúc 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình xúc tích, thông tin giá trị, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Gồm các hình thức tin tức, phóng sự, talk show. Sức khỏe và đời sống, một phút. Bản tin về sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi sức khỏe lên tiếng, 2 đến 5 phút. Phóng sự về vấn đề sức khỏe đang được cộng đồng chú ý. Bí quyết sống khỏe, 7 phút. MC trò chuyện với khách mời. Sống khỏe mỗi ngày, phóng sự 2 đến 3 phút về giải pháp sống khỏe mạnh, chất lượng. Sống khỏe đồng hành với rất nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sức khỏe. Sống khỏe 7 giờ sáng thứ bảy kênh HTV7 vì một cộng đồng cùng phát triển khỏe mạnh và vui tươi.